có hơn 5.000 gia đình chịu cảnh mất mát, con mất cha, vợ mất chồng. Đau thương có có thể nào đong đếm được. Mẹ vắng nhỉ. Các bức giá áp theo khung giờ, các giải pháp tiết kiệm điện. Hiện mỗi ngày có khoảng hơn 1.000 cuộc điện thoại gọi đến trung tâm chăm sóc khách hàng và 100% các cuộc gọi.